Chào tất cả anh em, mình là Tài Độ. Thì mình bây giờ mình đang trên đường về nhà Nguyễn Thành Nam để độ bô cho em nó, độ bô cho con Ducati 959. Thì clip trước là clip mình đánh giá cái bô SC Project M1 Titan dành cho con 959 ấy. Mình ghi rõ ràng là clip đánh giá bô, mà mấy bố vào comment chửi loạn lên là chắc gì là anh đã về lắp bô thế nọ thế kia. Nói chung là comment những cái câu comment là mình cứ bú phêm với cả lè lọ lè chai, nghe rất ức chế luôn. Thì mình nghĩ là tất cả những cái comment mà nó thiểu lăng như thế thì mình nghĩ là mấy bạn là không theo dõi kênh YouTube của mình. Thì từ trước đến nay mình làm YouTube ấy, chưa bao giờ mình lổ hay mình chém gió bất cứ một cái gì cả. Những cái clip của mình rất là thật, không bao giờ mình bao hoa khuấy khoác làm cái gì. Thì cái bô này về thì mình cũng tiện thì mình review cho anh em biết là cái bô nó đẹp như thế nào. Thì đáng ra ấy là mình về mình nắp bô luôn cho Lam rồi, nhưng mà Lam bảo là em đi một thời gian đã em mới lên, mới cả đi Hàn Quốc hay đi đâu có việc gì đấy thì mình không về được. Tại vì là bô thì về cách đây tầm nửa tháng rồi cơ, nói chung là gần một tháng, phải 20 ngày rồi. Nhưng hôm nay anh em mình bắt đầu mới về lắp bô. On bô rất lâu rồi. Anh em mình bây giờ đang ở Hưng Yên rồi. Anh em nhìn thấy biển số 89 chưa? Đây đang về Hưng Yên. Hưng Yên sau Xuyên sang Thái Bình. Nói chung là tương đối xa đấy. Thì đầu tiên sáng ra thì thấy sân nó ướt ấy. Ôi tôi bảo thôi xong rồi, hôm nay về chắc không quay được clip rồi. Quá chán luôn, may quá là đi một lúc thì trời lại nắng ráo đẹp luôn. Ok, tí nữa mình đến Thái Bình thì mình sẽ tiếp tục quay lại clip cho anh em xem. Anh em mình tới Tiền Hải Thái Bình rồi anh em ạ. Khoảng độ 10 km nữa sẽ đến nhà Lam. Rất xa, đi tầm một độ 160 cây, rất mệt luôn. Tí nữa anh em mình đến nơi thì anh em mình tiếp tục quay lại clip quá trình lắp bô và cả test bô cho anh em xem nhé. Rồi, anh em mình vừa đến nhà Nam nhá. Đây hello, là cái bô này. Xin chào tất cả các bạn này. Đây là cái bô của tôi. Đấy, tháo ra này. Slip on anh em nhá, full titan luôn. Đây là con Ducati 959 này. 959 này. Gần 2000 phân khối của em đấy. Anh cái có con số 1 đây, anh nhìn 1959. Anh à. Con này khả năng là bây giờ đang là mạnh nhất thế giới anh em ạ. Nó phải rơi vào tầm được 400 mã lực. Ok anh em triển khai nắp đi. We show up in the party. We show up in the party. Chào tất cả anh em, mình là Tài Bá Độ. Hôm nay mình về độ bô cho em Lam, vlogger số 1 về Lam. Thì cái bô của mình độ là cái bô SC Project Titan anh em nhá. Thì cái bô zin của nó ấy thì là nghe nó rất chán luôn. Và là cái bô zin nó rất lặng, nên là mình muốn thay bô cái bô Titan này. Thứ nhất là giảm trọng lượng xe, cái thứ hai là tiếng bô nó sẽ uy lực hơn. Thì rất nhiều anh em sẽ hỏi là tại sao không cắt cái bầu hơi này đi. Tại vì thực sự ra là cắt cái bầu hơi này mỗi người một sở thích thôi. Nhưng Lam chỉ muốn cái tiếng nó thì to hơn zin tầm 50% thôi. Và cắt đi thì tiếng nó quá to, nó khó chịu. Thì hôm nay anh về đâu em cảm thấy nào? Sau khi mà nắp quả bô này vào thì em thấy nó khá là ok, nó to, nghe rất là to. Nói chung là không phải quá to mà nó nghe to vừa phải. Thì nghe nó ok hơn, rất là ok hơn là bô zin. Và thứ hai là khi mà nắp con bô này lên thì thấy nó cũng khá là thon xe.
nhìn xe nó khỏe hơn rất là nhiều. Đẹp hơn đúng không? Đúng rồi, đẹp hơn rất là nhiều. Thì là em cảm thấy rất là ok. Bây giờ anh em nghe thử tiếng bô trực tiếp đây, sau tí nữa mình mới làm sẽ test nhá. Bây giờ thì Lam sẽ trực tiếp test cái bô này, sau đoạn sau thì mình sẽ trực tiếp test. Em chạy đi. Trời hôm nay nó hơi gió em nhé, thông cảm, tiếng nó sẽ bay mất rất nhiều đấy. Ở ngoài thì nghe rất lực luôn. Cái này